Sáng ngày 20 tháng 12, Đảng ủy xã Vĩnh Lộc tổ chức hội nghị ban chấp hành Đảng bộ xã lần thứ 21 mở rộng để tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Ông Nguyễn Văn Thao, trưởng ban dân vận huyện ủy, chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đến dự. Năm 2023, với sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao của cả thống chính trị và tầng lớp nhân dân, Đảng ủy xã Vĩnh Lộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt 18 trên 20 chỉ tiêu nghị quyết. Lĩnh vực kinh tế phát triển ổn định, tổng sản lượng lương thực đạt 114,32% kế hoạch, thu ngân sách trên địa bàn dược 5,32% chỉ tiêu, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,54%. Đến nay, toàn xã đạt 12 trên 19 tiêu chí và 44 trên 57 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Công tác giáo dục và đào tạo đều quan tâm, các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chú trọng, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội luôn được giữ vững, công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu quyền giao. Công tác xây dựng đảng được tiếp tục tăng cường, trong năm địa phương đã triển khai, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, Phát triển mới 7 đảng viên đạt 233% chỉ tiêu nghị quyết, công tác kiểm tra giám sát được thực hiện chú đáo, công tác dân vận hoạt động của mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội luôn phát huy hiệu quả với tổng số tiền vận động trên 2,3 tỷ đồng. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Văn Thao, trưởng ban dân vận huyện ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện biểu dương những kết quả đạt được của đảng bộ xã Vĩnh Lộc trong năm 2023. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024, Ủy ban nhân vận huyện Quỷ yêu cầu địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, tăng cường giám sát theo dõi các công trình thuộc dự án VKB9. Quan tâm làm tốt công tác vận động học sinh trong độ tuổi đến trường, nhằm hạn chế tình trạng bỏ học. Tập trung nguồn lực chăm lo cho người dân vui xuân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Phát biểu kết luận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lộc, Đào Văn Phi đánh giá cao sự nỗ lực của cả thống chính trị và ghi nhận những kiến nghị của các ngành. Bí thư đảng ủy xã đề nghị các chi bộ, các ngành, đoàn thể cố gắng khắc phục hạn chế, phát huy thế mạnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quan tâm hỗ trợ nông dân giải quyết các vấn đề khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, thống nhất về tư tưởng, nhận thức, và hành động trong việc triển khai thi công các công trình trên địa bàn, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên nhằm tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024. Dịp này, Đảng ủy xã Vĩnh Lộc đã khen thưởng cho hai tập thể và 39 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.